Con này béo quá rồi. Bạn bè đệ tử đứa nào nó cũng bảo mình béo. Chắc phải làm đồ ăn chay đấy các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm món đậu phụ kho nấm. Chúng ta sẽ cắt đậu làm tư, sau đó để thái hành, hành xong đập tỏi, mâm tỏi. Giờ chúng ta sẽ chiên đậu. Rồi sau khi chiên đậu vàng cũng vớt đậu ra, sau đó cho hành vào thơm lên, cũng sẽ cho đậu vào cùng nấm, cho dầu hào, tiếp đến xì dầu, tiếp đến chúng ta cho đường. Khi đậu vào sốt đánh lại, chúng ta bắt đầu cho một chút ớt bột Hàn Quốc của DH Food các bạn nhé. Rồi giờ chúng ta lại cho đậu ra đĩa. Thơm mùi nấm này. Cái này mà ăn cơm nóng thì ngon biết các bạn ạ. Đâu cần ăn thịt đâu, nấm cũng ngon mà, đậu cũng ngon mà. Có thể nhiều bạn chưa nghe đến món đậu phụ phiên bản này. Đây là một món ăn có xuất xứ từ Trung Quốc với hương vị rất đặc biệt. Lưu lại công thức trong video để trổ tài ngay tại nhà các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ thái lạp sườn, cà rốt như vậy các bạn. Rồi, đến dưa chuột, hành tây, tỏi và băm nhuyễn để xào. Cùng chúng ta sẽ thái nấm, cắt đậu. Ở đây chúng ta dùng đậu trứng lăn qua từng miếng đậu và chiên. Còn giờ chúng ta sẽ vớt đậu lên. Cho dầu ăn vào chảo. Ta cho sữa dùng 10 gram dầu hào, 5 gram chân gà, 5 gram hoa sữa, 5 gram mì chính, 2 gram đường, đậu, bắp. Sau đó ta lại cho đậu vào. Sau khi đốt chảo dưới láng dầu, rồi sau khi chảo nóng ta sẽ đổ chín dưới chín lên, ta sẽ cho đậu vào. Lại thêm một món mới từ đậu, vừa ngon vừa bổ, lại vừa giúp chị em giữ được dáng. Đây là món đậu phụ trứng hấp hải sản. Đầu tiên mình cắt đậu phụ trứng. Tiếp đến chúng ta sẽ đập trứng. Sau đó chúng ta đánh tan lên. Chúng ta cho chút xíu bột ngọt, trừ muối và một muôi nước. Đánh đều lên tất cả. Và cuối cùng chúng ta đổ vào đậu. Tiếp theo dùng màng bọc thực phẩm cover lại. Sau đó chúng ta cho vào lồng hấp. Hấp trong khoảng 8 phút nữa các bạn. Giờ chúng ta sẽ băm tỏi. Ta sẽ thái ớt sau vào băm. Giờ chúng ta sẽ làm sốt, cho tỏi vào phi. Cắt bỏ đầu tôm, bóc vỏ. Sau đó chúng ta sẽ thái tôm nhỏ. Bây giờ chúng ta cho tôm vào xào. Tiếp theo ta cho ớt vào. Chút xíu nước. Mình sẽ xuống một chút một bắp cho sốt sánh. Giờ chúng ta sẽ lấy trứng ra. Ta sẽ chứa sốt hải sản lên trên trứng. Ui dồi ôi, lại ăn đậu. Anh mua cái món gì mới hơn rồi cả. Anh sẽ làm đậu phụ xuyên cho em nhé. Nhanh nhá. 3 giây có luôn. Giờ chúng ta sẽ cắt đậu. Sau đó sẽ băm tỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ thái hành thái nhỏ. Rồi chúng ta thái nấm thái nhỏ. Chúng ta thái ớt. Chúng ta sẽ phi thơm tỏi. Rồi chúng ta phi thơm hành tây. Phi thơm ớt, nấm. Bây giờ chúng ta sẽ cho dầu hào. Sau đó chúng ta cho nước này. Chúng ta sẽ đánh đều với dầu sốt. Ta sẽ cho một chút xíu đường. Sau đó cho đậu vào. Và cuối cùng chúng ta cho thêm ít dầu mè. Và rắc hành lá lên trên. Chúng ta sẽ cho đậu vào đĩa. Bật mí với các bạn một điều mà 2 năm qua chưa ai nói các bạn biết. Sự nhật MasterChef có thể làm những món rất rất là cũ thành món cực kỳ hấp dẫn.